Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thỏ Ngọc Anime. Anh em thấy đó, bất tử luôn là điều mà con người xưa nay luôn muốn có được bằng mọi cách. Cũng bởi vì những nhân vật mạnh mẽ lại sở hữu thêm sự bất tử thì chắc chắn họ sẽ trở thành những kẻ bất bại trong những trận chiến. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với top 7 anime có tên là kẻ bất bại trong trận chiến vì sở hữu năng lực bất tử. Và sau khi xem xong top anime bên dưới thì đừng quên để lại một like và bình luận xem bộ anime nào đã để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất cho mình và mọi người cùng biết nhé. 7. Gungrave, thể loại hành động drama viễn tưởng siêu sức mạnh Seinen. Brandon Heath và Harry McDowell, hai người bạn thân đến mức có thể gọi nhau là anh em, nhận được một lời nhắc nhở đột ngột và bạo lực vào một ngày định mệnh rằng thế giới xung quanh họ có thể tàn nhẫn đến mức nào. Toàn bộ cuộc sống của họ trước đây rất đơn giản và thoải mái, bao gồm phần lớn là những cuộc ẩu đả ở địa phương, dụ dỗ phụ nữ và thực hiện hành vi trộm cắp vặt để kiếm sống. Điều họ không nhận ra là trong thế giới tàn khốc này, hạnh phúc là phù du và sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Tham gia Millennium, tổ chức mafia khét tiếng và lớn nhất trong khu vực, chấp nhận Brandon và Harry vào hàng ngũ của họ và bắt đầu họ ở dưới cùng của chuỗi phân cấp. Harry có tham vọng thăng cấp và một ngày nào đó sẽ thay thế Big Daddy trở thành thủ lĩnh tối cao của Millennium. Trong khi Brandon chỉ mong muốn hỗ trợ cho bạn mình và xoa dịu Big Daddy, người đã giành quyền chăm sóc người phụ nữ mà Brandon yêu. Gungrave là một câu chuyện sử thi về tình bạn, sự phản bội và sự hám lợi kéo dài trong nhiều năm, cuối cùng kết thúc với tập đầu tiên hấp dẫn trong suốt quá trình xây dựng đến cái kết ly kỳ của câu chuyện. 6. Kurosuka, theo loại hành động drama viễn tưởng lãng mạn lịch sử vampire. Tiểu thuyết gốc kể về một người đàn ông ở thế kỷ 12 có tên là Minamoto no Yoshitsune Kuro. Kuro chạy trốn vào núi sau khi anh ta thua anh trai mình là Minamoto no Yorimoto, shogun đầu tiên cai trị toàn bộ Nhật Bản. Lịch sử ghi lại rằng anh đã tự sát, nhưng theo vào đó Kuro gặp một người phụ nữ xinh đẹp kỳ lạ có tên là Kuromitsu trong ẩn thất trên núi của cô. Cuối cùng, Kuro yêu Kuromitsu, nhưng sau đó nhận ra cô ấy đang che giấu một bí mật đen tối. Anh ta biết rằng anh ta không thể chết và đã tiếp tục sống trong 1.000 năm khi Nhật Bản phát triển thành một xã hội trong tương lai. 5. Baccano, thể loại hành động hài hước viễn tưởng siêu nhiên. Vào đầu những năm 1930, ở Chicago, chuyến tàu xuyên lục địa Flying Pussyfoot đã bắt đầu chuyến hành trình huyền thoại, để lại những vệt máu trên khắp đất nước. Cùng lúc đó, tại New York, nhà khoa học đầy tham vọng Sislet và người phụ tá bất đắc dĩ Ennis đang tìm kiếm những lọ thuốc trường sinh bất tử bị mất tích. Thêm vào đó, một cuộc chiến giữa các nhóm mafia ngày càng trở nên tồi tệ. Trên tàu Advena Avis, vào năm 1711, các nhà giả kim sắp tìm hiểu cái giá của sự bất tử. Baccano theo sau một số sự kiện ban đầu có vẻ không liên quan, cả về thời gian và địa điểm, nhưng là một phần của câu chuyện lớn hơn nhiều. Về thuật giả kim, sự sống còn và sự bất tử, hợp nhất những sự kiện này với nhau là những tên trộm tốt bụng. Isaac và Miria kết nối nhiều người khác nhau, tất cả đều có tham vọng và chương trình nghị sự tiềm mẩn của riêng họ, đồng thời tạo ra một mối liên kết và hệ quả suốt đời cho tất cả những người có liên quan. 4. Gleipnir, thể loại hành động huyền bí siêu nhân Echi Seinen. Suichi Kagaya vốn là thứ mà người ta coi là một học sinh trung học bình thường, nhưng đôi khi anh ấy lại biến thành một con quái vật. Anh ta không biết phải làm thế nào hoặc tại sao anh ta có được khả năng này, chỉ là anh ta không muốn ai biết về chúng. Một đêm, anh thấy một tòa nhà bốc cháy với một cô gái bị mắc kẹt bên trong. Quyết định cứu cô, anh biến hình và đưa cô đến nơi an toàn, nhưng vô tình làm rơi chiếc điện thoại. Ngày hôm sau, cô gái mà anh cứu, Claire Aoki, tìm thấy anh và đối mặt với anh về danh tính quái vật của mình. Cô thậm chí còn đi xa đến mức đẩy anh ra khỏi mái trường để chứng minh nghi ngờ của mình sau khi Shuichi phủ nhận cáo buộc của cô. Tuyệt vọng để tự cứu mình, anh ta biến hình và Claire chụp một bức ảnh để ép buộc anh ta nói với cô ấy tất cả những gì anh biết về quái vật.
thật trớ trêu nó lại không có nhiều. Hóa ra Claire có một bí mật của riêng mình. Cô ấy đã tìm kiếm em gái của mình, người cũng đã trở thành một quái vật. Claire nhờ có sự giúp đỡ của Shuichi để tìm kiếm cô ấy. Nhưng họ không phải là những người duy nhất tìm kiếm câu trả lời. Ba, DS Irae, thể loại hành động quân sự siêu sức mạnh. Vào ngày 1 tháng 5 năm 1945 tại Berlin, khi Hồng quân nâng cao lá cờ Liên Xô trên Reichskanzlei, một nhóm sĩ quan Đức Quốc xã tiến hành một nghi lễ. Đối với họ, cuộc tàn sát trong thành phố không gì khác ngoài sự hy sinh theo nghi thức hoàn hảo để mang Lancers 13 trở lại. Một nhóm siêu nhân mà sự xuất hiện sẽ mang tới sự hủy diệt của thế giới. Nhiều năm sau, không ai biết liệu nhóm sĩ quan này có thành công hay không, hay còn sống hoặc đã chết. Rất ít người biết đến sự tồn tại của họ, và ngay cả những người từng biết đến họ cũng bắt đầu ra đi khi nhiều thập kỷ đã trôi qua. Bây giờ là tháng 12 ở thành phố Sugawara ngày nay, Ren Fuji dành những ngày của mình ở bệnh viện. Đã 2 tháng kể từ khi sự kiện đưa anh ta đến bệnh viện, một cuộc chiến với người bạn Shiro Yusa của anh ta, nơi họ gần như cố gắng để giết nhau. Mỗi đêm, anh ta đều thấy cùng một giấc mơ, một máy chém, những kẻ giết người và những hiệp sĩ mặc áo đen truy đuổi những kẻ giết người. Anh ấy đang tuyệt vọng để trở lại cuộc sống bình thường hàng ngày của mình, nhưng thậm chí bây giờ, anh ấy nghe thấy những lời của Shiro. Tất cả những người ở lại thành phố này cuối cùng đều mất trí. Hai, Fumetsu no Anatae, thể loại phiêu lưu drama siêu nhân shonen. Một quả cầu, chỉ được gọi là nó được đưa xuống trái đất để có thể quan sát từ xa, có khả năng thay đổi hình dạng từ những sinh vật mà nó bắt giữ. Đầu tiên nó trở thành một tảng đá và sau đó, do nhiệt độ tăng lên, trở thành rêu. Nó không di chuyển cho đến khi một ngày tuyết rơi, một con sói trước cửa tử thần không thể băng qua. Khi nó mang hình dạng của một con vật, nó đạt được nhận thức về ý thức của mình và bắt đầu lang thang với một điểm đến không rõ ràng trong tâm trí. Chẳng bao lâu, nó tình cờ gặp chủ nhân của con sói, một cậu bé đang chờ bộ tàu của mình trở về từ một thiên đường có nhiều cá và trái cây ở phía nam. Dù cô đơn nhưng mà cậu bé vẫn hy vọng rằng những người mà cậu yêu quý trong ký ức sẽ không quên cậu và một ngày nào đó, cậu sẽ được đoàn tụ với họ. Cậu bé muốn khám phá môi trường xung quanh mới và quyết định từ bỏ ngôi làng của mình với nó để tìm đến thiên đường bằng cách sử dụng những dấu vết mà bộ tộc của cậu để lại. Tuy nhiên, với cơ thể bị thương nặng và không còn bóng dáng của những người đồng đội lớn tuổi, Fumetsu no Anatae minh họa câu chuyện về một sinh vật bất tử trải qua nhân gian, gặp gỡ mọi người ở nhiều nơi trong suốt thời gian đó. Một, UQ Holder, thể loại hành động fantasy viễn tưởng shonen. Tota Konoe là một cậu bé bình thường lớn lên ở một thị trấn nông thôn nhỏ. Cuộc sống trần tục của anh ta đột nhiên thay đổi khi mà người cố vấn của anh, Catherine McDowell, tiết lộ mình là một Macron sau khi cứu Tota khỏi vết thương chí mạng. Quay cũng khiến cho anh trở nên bất tử, vốn khao khát khám phá thế giới. Cậu bé Tota cuối cùng cũng biến ước mơ lên đỉnh Amanomi Hashira, một tòa tháp dẫn ra không gian vũ trụ, thành hiện thực. Trên đường đi, anh tìm thấy một hội kín đầy rẫy những người bất tử giống như bản thân mình, được gọi là UQ Holder. Có những người đồng đội và cố vấn mới trên đường đi, Tota bắt đầu vào cuộc phiêu lưu kỳ diệu, độc đáo của riêng mình. Trên đây là top 7 anime có main là kẻ bất bại trong trận chiến vì sở hữu năng lực bất tử mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thảo Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các anime tương tự nhé. Thêm về đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe Thảo Ngọc Anime ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!